Xin chào các bạn, tôi là Thanh Tâm, chuyên gia nước của Enterbuy Việt Nam. Và ngày nay thì nước ion kiềm được nhiều người quan tâm bởi tác dụng tích cực của nó đối với sức khỏe. Và nước ion kiềm thì đã được kiểm chứng lâm sàng bởi các chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản. Và Hiệp hội nước ion kiềm Nhật Bản đã có một bài viết công nhận lợi ích của nước ion kiềm và khuyến khích người dân sử dụng. Vậy nước ion kiềm thì có tác dụng như thế nào mà được người Nhật tin dùng đến vậy? Và liệu nước ion kiềm thì có thể giải quyết được vấn đề tuổi thọ hay không? Và hôm nay thì hãy cùng chuyên gia nước Enterbuy tìm hiểu những điều cần biết về nước ion kiềm và thực hư về tuổi thọ của người Nhật khi sử dụng nước ion kiềm qua video này nhé. Nước ion kiềm hay còn được gọi với các tên khác như là nước kiềm, nước hydrogen, nước điện giải ion kiềm hay nước hydro là loại nước được tạo ra bởi công nghệ điện giải tách nước thành các ion H cộng và OH trì với lượng kiềm tự nhiên với độ pH lớn hơn 7.0, thường trong khoảng từ 8.5, 9.0 và 9.5. Chứa rất là nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, điều trị nhiều bệnh. Nước ion kiềm giàu hydro thì đã được các nhà khoa học Nhật Bản tạo ra từ quy trình luyện phân, và cụ thể thì quy trình này sẽ gồm hai giai đoạn chính như sau. Giai đoạn thứ nhất là nguồn nước đầu vào đã đạt quy chuẩn chất lượng sẽ được xử lý qua bộ lọc thông minh. Bộ lọc này thì thường có cấu tạo từ 3 đến 7 tầng lọc giúp loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, bụi bẩn và các chất độc hại dư thừa như trì, clo dư và vẫn giữ được các chất thiết yếu như là canxi, kali, magie. Giai đoạn thứ hai là nguồn nước sạch giàu vi khoáng tự nhiên sẽ được tiếp tục đưa vào buồng điện phân thực hiện quá trình phân tách. Và bộ phận này sẽ được cấu tạo từ 3 đến 12 tấm điện cực làm từ titanium phủ platinum nguyên khối giúp tách và tái cấu trúc lại phân tử nước thành kích thước nhỏ hơn gấp 5 lần phân tử nước thông thường. Nước ở cực âm thì sẽ chứa nhiều ion OH trừ, do đó pH lớn hơn 7 gọi là nước ion kiềm. Ngược lại thì ở điện cực dương, nước tạo ra sẽ mang tính axit bởi chứa nhiều ion H cộng. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi là nước ion kiềm lại trở thành bí quyết sống thọ của người Nhật Bản. Và hãy cùng theo chân chúng tôi để hiểu kỹ hơn về bí mật này nhé. Theo báo cáo được công bố năm 2004 của WHO, Nhật Bản là quốc gia có dân số sống thọ nhất thế giới và tuổi thọ trung bình đạt 81,9 tuổi. Và không chỉ có tuổi thọ cao, người Nhật còn tỏ ra khá là minh mẫn và sức khỏe khi về già. Và một trong những bí quyết sống thọ của họ chính là sử dụng nước ion kiềm giàu hydro mỗi ngày. Ngay khi công bố, câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và những nhà nghiên cứu. Người ta lục tìm thấy những tài liệu khẳng định tác dụng to lớn của nước ion kiềm với sức khỏe và quá trình lão hóa. Cụ thể như năm 1965 thì Bộ Sức khỏe Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã ra thông cáo khuyến khích người dân sử dụng nước ion kiềm giàu hydro để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật. Đến năm 1992 thì trong một chương trình truyền hình thực tế, lợi ích của nước ion kiềm đã được giới thiệu rộng rãi đến tất cả người dân Nhật Bản, giúp gia tăng niềm tin về tác dụng của loại nước này. Đặc biệt là trong hội nghị y khoa Nhật Bản lần thứ 25 diễn ra năm 1999 cũng đã khẳng định nước ion kiềm là nước uống hàng ngày tốt cho sức khỏe. Và tuyên bố này thì giúp nước ion kiềm nhanh chóng trở thành một loại nước phổ biến và tại các viện, trường học lớn và nhỏ trên toàn quốc. Và cuối cùng thì sau nhiều năm nghiên cứu từ năm 1999-2000, đồng thời dựa trên các nghiên cứu lâm sàng của Hiệp hội nước ion kiềm Nhật Bản đã chỉ ra rằng uống nước ion kiềm có pH 9.5 thường xuyên thì sẽ giúp cải thiện rõ rệt các triệu chứng dư thừa axit dạ dày như tiêu chảy, táo bón và trào ngược. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra uống nước ion kiềm không mang lại tính tức thời mà cần duy trì đều đặn mỗi ngày. Đến năm 2007, lợi ích của hóa chất hydrogen được công bố trên tạp chí Nature Medicine, một lần nữa chứng minh nước ion kiềm là một loại nước tốt cho sức khỏe. Và 2 năm sau đó thì Nhật Bản đã quyết định chọn ngày 11 tháng 7 là ngày nước ion kiềm tại Nhật. Và ngay khi được chứng thực y khoa về tác dụng kiềm hóa với cơ thể, ngăn chặn các gốc tự do và tế bào lão hóa, việc sử dụng nước ion kiềm kéo dài tuổi thọ đã nhanh chóng trở thành xu hướng của người Nhật và trào lưu đó kéo dài đến ngày nay. Và dưới đây là 4 đặc tính ưu việt đã góp phần tạo nên tác dụng tuyệt vời của nguồn nước ion kiềm. Thứ nhất là giàu tính kiềm tự nhiên như rau xanh giúp cân bằng độ pH. 80% thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều mang tính axit. Quá trình tích tụ này sẽ kéo dài khiến cho cơ thể gặp phải những căn bệnh như dạ dày, trào ngược gút, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa và một số bệnh dư thừa cholesterol. Chính vì thế mà việc sử dụng nước ion kiềm để kiềm hóa cơ thể là điều hết sức cần thiết. Và đặc tính giàu kiềm pH từ 8.5 đến 11.5. Nước điện giải có thể cung cấp giúp cơ thể trung hòa axit cân bằng với pH và từ đó thì hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến đường ruột, dạ dày và tiêu hóa. Rất nhiều chuyên gia y khoa tiêu biểu trong đó có lương y Ngô Đức Vượng, bác sĩ tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm đã cho biết về việc uống nước ion kiềm mỗi ngày sẽ giúp cung cấp độ kiềm tự nhiên, cân bằng pH trong cơ thể,
Đặc tính thứ hai là giàu hydro, giúp chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do. Như các bạn đã biết thì cơ thể càng ngày thì càng già đi và tình trạng lão hóa càng tăng. Lúc này thì các cơ quan trong cơ thể không còn được dẻo dai như trước. Việc sử dụng nước ion kiềm sẽ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, bởi trong nước thì có chứa thành phần hydrogen, một chất chống oxy hóa cực mạnh. Và lý giải về vai trò của hydrogen, các nhà khoa học đã cho biết là cơ thể con người luôn cần oxy để tồn tại. Tuy nhiên thì trong quá trình oxy hóa, các gốc tự do vô tình được tạo ra, và đây chính là tác nhân gây nên các bệnh mầm mống nguy hiểm, trong đó có ung thư. Gốc tự do là các phân tử chứa các electron chưa được phản ứng và kết cặp. Nhưng do có đặc tính thích kết cặp đôi nên trong quá trình di chuyển tự do, chúng sẽ tác động đến các tế bào để tìm electron lấp vào vị trí còn thiếu. Điều này thì vô tình gây tổn thương và chết tế bào. Và để ngăn chặn tình trạng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra tác dụng của hydro phân tử trong việc tìm kiếm và loại bỏ gốc tự do, bảo vệ tế bào hiệu quả. Nghiên cứu từ giáo sư Shirahata thuộc trường đại học Kyushu, Nhật Bản cho thấy hydro phân tử hoạt động như một chất chống oxy hóa với khả năng tiêu diệt và loại bỏ gốc tự do gây tổn hại rất là tốt. Việc sử dụng nước ion kiềm mỗi ngày sẽ giúp bổ sung lượng hydro dồi dào, làm chậm quá trình lão hóa và loại bỏ gốc tự do gây ra bệnh và tăng hiệu quả sức đề kháng cho cơ thể. Ưu thế thứ ba là giàu vi khoáng tự nhiên giúp cho cơ thể tăng cường sức đề kháng. Một đặc tính nữa mà không thể nào bỏ qua khi nói đến nước điện giải ion kiềm chính là khả năng giàu vi khoáng chất tự nhiên. Nước sau khi lọc được loại bỏ toàn bộ các tạp chất, vi khuẩn, bụi bẩn và có hại, cũng như là vẫn giữ được lượng khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Công nghệ lọc hiện đại đã cho phép các khoáng chất như mangan, kali, canxi được bảo tồn nguyên vẹn mà không cần sử dụng hóa chất để bổ sung. Việc sử dụng nước ion kiềm thường xuyên sẽ giúp cho các mô tế bào và hệ miễn dịch tăng cường, bổ sung canxi, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Ưu thế cuối cùng là với kích thước phân tử siêu nhỏ đem đến khả năng thẩm thấu vô cùng nhanh chóng. Trải qua quá trình phân tắc và tái cấu trúc phân tử nước, ion kiềm được chứng minh là có kích thước nhỏ hơn 5 lần so với phân tử nước thông thường. Nhờ kích thước siêu nhỏ và loại nước này có khả năng vận chuyển dinh dưỡng đến các tế bào, giúp bù nước, giải khát, thanh lọc tạp chất ra khỏi cơ thể hiệu quả. Và kích thước phân tử siêu nhỏ cũng đem đến cho nước ion kiềm khả năng chiết xuất mạnh mẽ các tinh chất có trong thực phẩm, làm gia tăng và nổi bật hương vị cho các món ăn, giúp hạn chế việc dùng gia vị. Ngoài ra, nước kiềm pH có 9.5 khi dùng để pha trà, nấu súp sẽ đem lại mùi vị tuyệt hảo. Loại nước này thì cũng có tác dụng làm mềm thực phẩm, giải phóng và bảo toàn các chất dinh dưỡng khi hầm, luộc hiệu quả. Và nước ion kiềm hydro được tạo ra từ công nghệ điện phân tiên tiến bậc nhất hiện nay. Nước có khả năng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cho người dùng và đã được kiểm chứng lâm sàng với hàng ngàn chuyên gia, bác sĩ danh tiếng của Nhật. Trên đây là những thông tin chuyên gia nước Enterby muốn chia sẻ với các bạn biết thêm về những thông tin hữu ích về nước ion kiềm, nước có tính kiềm và tác dụng của loại nước này đối với sức khỏe cũng như là việc duy trì tuổi thọ của người Nhật Bản như thế nào. Vì thế thì hãy tập thói quen sử dụng thường xuyên loại nước này nhé. Và hy vọng video này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe của bạn cùng những người thân yêu trong gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!